gương mặt sống trong cái đời sống tràn ngập đầy ánh sáng của Chúa Kitô chiếu rọi trong tâm hồn của người chúng ta, và ánh sáng của Chúa như là chiếu rọi vào trong cái tâm hồn của người chúng ta. Như trong bài đọc một, chúng ta thấy để có một đời sống mới thì chính Chúa Giêsu Ngài đã sống lại thật rồi, chiến thắng thần chết, mà Ngài không còn ở trong mộ, mà cái ảnh này đã được lăn ra, lăn ra để được Chúa Giêsu từ đây Ngài không còn ở trong tâm mộ nữa, mà Ngài đã ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế, mà Ngài ở cùng chúng ta là để giúp cho chúng ta, để ban ơn cho những người chúng ta, để chúng ta có đủ sức đủ mạnh để lăn cái tảng đá tâm hồn của mình, lăn cái tảng đá đó là tội lỗi, đó là sự ác đang hiện diện trong con người của mình, ra khỏi con người của mình. Rất là vui trong cái gì là chuẩn bị mừng Chúa Giáng Sinh, mừng Chúa Phục Sinh đây, thì nhiều người, nhiều anh chị em đã mạnh dạn dắt đến tòa giải tội để lăn cái tảng đá của mình ra khỏi con người của mình. Có người 3 năm, 5 năm, 10 năm, 15 năm, 16 năm, 40 mấy năm, cái tảng đá đó nó đang chia lớp cả con người chúng ta. Và từ đây qua là bí tích ngoài nhà, và chúng Chúa Giêsu Ngài đã giao mặt báo với Thiên Chúa để cái tảng đá của tội lỗi của chúng ta, tảng đá của nó có được lăn ra khỏi, đó là cái tôi của con người, đó là những cái ích kỷ, đó là những cái tảng đá nó đang chia lớp phủ lớp con người chúng ta đấy, thì chúng ta mạnh dạn phải đẩy cái tảng đá đó ra khỏi cái con người chúng ta, để từ đó mà ánh sáng phục sinh của Chúa chiếu rọi vào trong cái tâm hồn của người chúng ta, để chúng ta đi trong ánh sáng phục sinh của Chúa, để từ đây chúng ta không còn đi trong tâm tối tội lỗi, đi còn trong tâm tối của cuộc đời nữa, mà đi trong ánh sáng của Chúa. Chắc chắn ánh sáng của Chúa nó đem lại cho mọi người chúng ta cái niềm vui, hạnh phúc và bình an. Một khi mỗi người chúng ta từng bước từng ngày chúng ta trở thành ánh sáng, ngày sáng như là mỗi người chúng ta điều chỉnh đi trong cuộc sống mới, trong lời nói của mình, trong tư tưởng của mình, trong hành động của mình, luôn luôn để theo ý của Chúa, trong sự hướng dẫn của Chúa thành thật. Chớ thì mà thằng lên ngày hôm nay tất cả mọi người chúng ta lúc nào đang ngồi đây để nói lên cái niềm tin của tất cả mọi người chúng ta vào Chúa Giêsu Kitô, đấng đã chết và đã sống lại thật rồi. Mỗi từ chúng ta đang sống trong cái niềm vui cùng hát lên cái lời Alleluia, Chúa đã sống lại thật rồi. Chắc chắn rằng cái đó, cái niềm tin đó phải được thể hiện không phải qua câu điểm mà qua chính cuộc đời của mỗi chúng ta. Mỗi người chúng ta hãy trở nên là những chứng nhân của Chúa, để chúng ta có kinh nghiệm những người môn đệ, là những người là Maria Magdalena, để người đi ra đi để loan báo tin mừng phục sinh, để cho những người anh chị em chưa nhận biết Chúa, và cho những anh chị em đang còn là muốn hiện ở trong cái lâm mộ đang còn trong tội lỗi, từ yêu bà anh chị em trong cái tâm tình là xác tín mà Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại. Giờ đây tất cả mọi người chúng ta cùng đứng lên trong cái niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô đã chết và đã sống lại trong vinh quang, đem lại cho tất cả mọi người chúng ta sự sống. Tôi tin một Thiên Chúa.